Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào mọi người trở lại với kênh của Mr. Thành nhá. Hiện tại thì Mr. Thành đứng ở trong một cái khuôn viên của một cái dự án thực hiện cũng khá là lâu rồi, cách đây 3 năm ha. Đấy, thì sau 3 năm thì thực sự là cái dự án này thì khá là nhiều, cũng có khá là nhiều những ngôi nhà mọc lên và cái nhu cầu thực nó có thật đó. Thì sau 3 năm thì mình thấy là cũng có một lượng dân cư họ về đây, họ xây nhà, mua đất xong rồi xây nhà họ ở. Thì thực sự là cũng là một cái dự án cũng khá là tốt. Đấy, thì gọi là khi mà làm trong cái lĩnh vực bất động sản ấy, đi đâu cũng nhìn về đất cát rồi hạ tầng rồi con người. Đấy, nói chung là các kiểu là mình phải quan sát khá là nhiều. Đấy, gọi là có con mắt mình quan sát đa chiều để mình đưa ra những cái góc nhìn. Bởi vì các bạn biết là bất động sản thì nó chủ yếu là mình nhìn về cái tiềm năng của tương lai, đúng không? Đấy, đa số mọi người đầu tư bất động sản là họ kỳ vọng về tương lai rất là nhiều. Cho nên là bắt buộc là khi mà họ kỳ vọng như thế thì họ bắt buộc phải vận dụng cái con mắt. Đấy, giờ vận dụng cái con mắt để quan sát và dùng cái đầu để phân tích, để tư duy. Đấy, cho nên là người ta mới gọi là đi đầu tư, đúng không? Đấy, dùng cái đầu để mà phân tích, để mà tư duy, để mà mình nhìn được cái thị trường ở cái khu vực đó thì sau này nó sẽ tiềm năng nó phát triển như thế nào. Đó mới là cái cốt lõi, đúng không? Đấy, thì hôm nay thì muốn chia sẻ một số những cái góc nhìn của chính bản thân mình về cái việc mà chu kỳ của bất động sản. Đấy, thì là ở Việt Nam thì họ nhận định là chu kỳ thì nó rơi vào tầm khoảng là từ năm, có những thời điểm thì là 5 năm, có những thời điểm là 8 năm, có những thời điểm là hình như chưa đến là 10 năm. Còn ở nước ngoài thì là cái nền kinh tế của họ gọi là đến một cái mức nó phát triển đến một cái tầm mới rồi. Cho nên là thông thường cái chu kỳ của họ là khoảng 10 năm ha, 10 năm đến 15 năm sẽ xảy ra một cái đợt nóng sốt. Đấy, nhưng mà Việt Nam thì khác, Việt Nam thì là đang trong quá trình phát triển. Đấy, thì vì sao thì họ lại đưa ra những cái nhận định, những cái phân tích như thế thì cũng có những cái lý do của họ. Đấy, thì các bạn biết là sau khi một cái đợt nó tăng đến cái đợt sóng thì nó cần một thời gian để mà điều chỉnh lại, đúng không? Đấy, ví dụ như là bây giờ trong cái thời điểm này là bắt đầu mình đi tích lũy chẳng hạn. Đấy, ví dụ như một người mới gọi là ra trường, đi làm rồi tiết kiệm rồi tích góp rồi vay thêm một khoản tiền nữa để mà mua một lô đất chẳng hạn. Đấy, thì cũng phải cần một khoảng thời gian, đúng không? Ví dụ như có thể là 3 năm, có thể là 4 năm. Đấy, thậm chí là có những người 8 năm đến 10 năm mới góp được một cái khoản tiền tiết kiệm, hoặc là họ tích góp một ít, sau đó thì họ sẽ đi đầu tư những cái nhỏ, sau đó thì họ tích góp lại, gom về một cục để họ đầu tư vào bất động sản, để họ mua một lô đất hay là mua một căn nhà. Đấy, thì cũng phải cần một thời gian, đúng không? Đa số là thế. Thì đó là những cái góc nhìn của khá là nhiều những chuyên gia họ nhận định như thế. Đấy, nhưng mà cái đó thì thực ra là những cái nó mang một tính chất là nó chung thôi. Đấy, còn đối với những người mà họ làm chuyên về bất động sản thì sao? Đấy, các bạn có đặt những cái câu hỏi như thế không? Ví dụ như là cái chu kỳ của bất động sản là 5 năm thì 5 năm, đúng không? Sau 5 năm thì có những cái đợt sốt. Đấy, vậy thì trong cái vòng 4 năm đó thì họ làm cái gì, đúng không? Chẳng nhẽ là họ lại là đi sang những cái lĩnh vực khác để kinh doanh, những cái lĩnh vực khác để mà kiếm tiền. Sau đó là đến cái thời điểm nóng sốt thì họ lại quay về đi đầu tư đất. Đấy, có phải là như thế hay không? Đấy. Thì khi mà các bạn tiếp xúc với những người mà họ làm chuyên nghiệp, đấy, thì là mình nói là thứ nhất là nó có những cái, ví dụ những người làm đơn lẻ chẳng hạn, hoặc là những người những tập đoàn, những công ty, những cái tập đoàn lớn, đúng không? Thì họ cũng làm quanh năm suốt tháng, làm gì có cái thời gian mà nghỉ. Mà nói là cái vấn đề về chu kỳ, thực ra thì bên mình á, bên mình làm thì là cũng dựa vào những cái, một số những cái yếu tố nó cốt lõi, chứ không riêng vì gì là mình nhận định cái chu kỳ đó để mình dựa thế đó mình làm. Ở bên mình làm thì là dựa vào những cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là bởi vì là khu vực mình là chủ yếu là mình làm những cái khu vực vùng ven, cho nên là bắt buộc là bên mình phải đánh giá và khảo sát và đưa ra cho mình những cái tiêu chí để mà mình lựa chọn những cái bất động sản đó. Đấy. Thì mình nói sơ qua một chút về cái vòng đời, một cái vòng đời của một cái bất động sản. Mình lấy ví dụ ha, cho mọi người dễ hình dung. Mình lấy ví dụ như là ngày xưa ở khu vực Hóc Môn, quận 12 chẳng hạn. Đấy, cách đây 10 năm thì những cái khu vực đó thì là khi mà những người ở những cái quận nội thành, những cái quận trung tâm, ví dụ như là quận 2, Tân Bình, Tân Phú chẳng hạn ha. Thì khi mà đi về Hóc Môn, đi về quận 12 á, thì các bạn thấy là toàn là đồng ruộng. Đấy, toàn là đồng ruộng, là rau muống, đấy, ruộng lúa, rồi hoa nhài, rồi này nọ các kiểu, rau đay, rồi rau gì ăn trứng vịt lộn nhỉ? Không biết rau gì đó, mình quên mất tên, nhưng mà cứ đi về cái vùng xa xa, vùng ven một tí, ngoại thành một tí là nó toàn là đất đồng, đất ruộng không. Đấy. Thì những cái dạng mà đất đồng, đất ruộng như thế thì sau đó, thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng ở khu vực đó về đường xá thì họ chưa nâng cấp được nhiều. Đấy, tức là chỉ có một số những cái tuyến đường chính thôi đó, để mà lưu thông xe cộ rồi con người đi lại đó. Rồi hạ tầng về con người thì hầu như là lưa thưa lác đác. Đấy, rất là thưa thớt. Những khu vực đó ngày xưa cách đây khoảng 10 năm thôi là phải nói là dân cư chưa có về đó nhiều, dẫn đến là hạ tầng về giao thông nó chưa phát triển lắm, hạ tầng về con người nó đang còn là hạn chế, rất là ít. Đấy, thì đa số những cái dòng đất đó là toàn là đất nông nghiệp. Thì một cái bất động sản nó bắt nguồn từ là những cái đất nông nghiệp chẳng hạn ha, mình lấy ví dụ ha. Thì sau 3 năm, sau 3 năm hay là sau 5 năm thì là cái hạ tầng về con người đó, con người bắt đầu dịch chuyển về, bởi vì khu vực trung tâm thì là bây giờ ở trong đó. Đấy, thì là giá đất thì nó cao. Đấy, rồi giá thuê nhà thì nó cũng cao, bởi vì là cái giá đất cao thì nó sẽ làm cái chi phí, nó tăng cái chi phí đầu vào, dẫn đến là bây giờ là họ mua một lô đất ở đó, họ xây một cái căn nhà lên cho thuê, hoặc là họ xây những cái dãy phòng trọ lên để mà cho thuê, thì chắc chắn là cái chi phí đất nó cao thì nó sẽ đổi lên thế này rất là cao. Để bắt buộc là một số nhà đầu tư họ sẽ đi xa một chút, đi về vùng ven, họ sẽ xây, có thể là họ xây những cái tổ hợp nguyên một cái khu phố trọ chẳng hạn. Đấy, để mà kéo một cái lượng công nhân, rồi những người đó có cái nhu cầu là thuê nhà để mà đi làm đó, thì nó dần dần nó sẽ kéo được những cái lượng dân về đó, về các cái vùng ven đó. Đó, thì bắt đầu là thành phố mới là điều chỉnh lại những cái quy hoạch đó. Thì lúc đầu là đất nông nghiệp, là đất trồng cây hàng năm, là cây lâu năm chẳng hạn. Sau đó thì dần dần là con người về đó, tập trung nó đông đúc về lên, thì bắt đầu họ mới là quy hoạch lại là ven những cái tuyến đường đó, những cái tuyến đường lớn trước. Đấy, đầu tiên sẽ là những cái tuyến đường lớn trước, họ sẽ quy hoạch vào cái khu dân cư. Sau đó thì bắt đầu là một là dân đầu tư họ mua đất, xong rồi sau đó họ xây nhà, hoặc là làm phòng trọ, hay làm cái gì đó. Đấy, hoặc là làm những cái cất những cái mặt bằng lên để mà cho thuê, thì bắt đầu là dân bắt đầu nó dạn về đó. Thì cái đó là thuộc về cái quy luật, một cái quy luật hoàn toàn tự nhiên. Khi mà ở trong một cái khu vực trung tâm thì dân cư nó tập trung đông đúc quá, thì bắt buộc là những người đến sau, đúng không, những người vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh sau, thì là những cái khu vực mở trung tâm đó thì cái giá nó quá cao, nó quá đắt đỏ, thì bắt buộc là họ phải tìm những cái khu vực ở xa xa một chút để mà ở. Thứ nhất là công việc thì chưa ổn định, để mà tiết kiệm cái chi phí thì bắt buộc là họ phải đi xa một chút, họ chấp nhận đi xa và ở những cái khu vực đó. Đấy, thì là cái đó gọi là nó phát triển theo một cái vết dầu loang, đúng không? Cái này thì cũng gọi là chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, chắc là mọi người cũng hình dung ra được cái vấn đề đó. Đấy, thì là từ cái đất nông nghiệp, từ cái đất nông nghiệp mà chuyển sang cái đất là ở khu vực khu dân cư thì cái giá nó sẽ là tăng được một nấc, đúng không? Nó tăng được một nấc. Và từ cái việc mà đất cây hàng năm khác, cây lâu năm đó, và nó chuyển sang cái đất khu dân cư rồi, và người ta xin lên một phần thổ cư ở trong đó nữa. Đấy, thì cái giá nó lại vượt thêm một bậc đó. Sau khi mà hạ tầng về giao thông nó hoàn thiện và hạ tầng con người nó phát triển đông đúc lên, ví dụ như ngày xưa một cái cung đường này là chỉ có lác đác là vài chục căn nhà hay là vài chục cái kiosk được xây lên thôi, thì bây giờ nó lấp cái tỷ lệ lấp đầy lên đến là 70-80%. Đó, thậm chí là nó còn phát triển ra phía ở đằng sau nữa. Thì chắc chắn một điều là cái giá nó lại tăng lên một nấc. Đó, tức là bên mình sẽ dựa vào cái vòng đời của cái bất động sản đó, nó phát triển từ những cái khúc đó để bên mình đánh giá là cái tiềm năng của cái bất động sản đó nó tăng lên bao nhiêu nữa. Đó. Mình lấy ví dụ bây giờ, ví dụ như có một bà chị cũng mới đây là họ chỉ bán một cái căn nhà ở khu vực quận 9, mình không biết là đường nào thì mình không biết, nhưng mà mỗi căn nhà đó khoảng 100 m² thôi, một trệt và 3 lầu, thì họ chỉ được bán là ra vào khoảng 17-18 tỷ. Đó. Thì các bạn biết là chỉ có 100 m² xây một căn nhà lên, thì một trệt 2 lầu thì nó xấp xỉ nó rơi vào đâu đó khoảng hơn 1 tỷ, đúng không? 2 tỷ đổ lại trên một cái 100 m² đó. Thì với một cái mức giá là 18 tỷ thì các bạn nghĩ là trong vòng 5 năm tới thì ở khu vực đó đánh giá là nó còn có những cái cú hích, nó có những cái đợt tăng trưởng mạnh nữa hay không? Đó. Khi mà ở đó là cái hạ tầng về giao thông hầu như là hoàn thiện. Đấy, tức là đường đã lớn, đã có lề đường, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện là đầy đủ hết các kiểu. Và hệ thống hạ tầng về con người là phát triển nó cực kỳ là đông đúc. Đấy, thậm chí bây giờ là họ muốn bỏ cái khu vực đó để đi chứ không phải là về ở đó thêm nữa. Thì nó có tăng thì thứ nhất là nó tăng theo cái diện gọi là lạm phát, và nó tăng nữa là khi mà có những cái tiện ích nó cao cấp hơn. Đấy, nó cao cấp hơn rất là nhiều về ở cái khu vực đó nữa, thì lúc đó là cái giá bất động sản đó nó sẽ tăng lên. Đấy. Còn đối với những cái khu vực vùng ven, nó hiện tại là đường giao thông thì cũng là ví dụ như là trong đó là họ hoạch định là cái đường này là đường 30 m hay là 40 m, nhưng mà thực sự thì bây giờ hiện tại là cái lòng đường của nó là chỉ có 15 m thôi, vỉa hè thì chưa làm. Đấy, hệ thống điện thì cũng chỉ là mới cung cấp cho những người dân ở xung quanh đó, và hệ thống thoát nước thì hầu như là chưa có, nó còn rất là sơ khai, và cái lượng dân thì tương đối. Đó, tức là mình cũng phải đánh giá là hàng năm thì ở trên cái ví dụ như mình muốn là tìm hiểu để đầu tư một cái khu vực, mỗi con đường nào đó, thì mình cũng phải đánh giá được là 5 năm vừa qua thì cái tốc độ tăng trưởng ở cái khu vực đó như thế nào, để mình cũng đưa ra những cái tiêu chí để mình đánh giá để mà đầu tư. Thì những cái dòng là những cái cung đường như thế thì hiện tại là cái giá nó còn rất là thấp. Đấy, ví dụ như nó đang rơi vào tầm khoảng 5 đến 10 triệu. Đấy, cũng là những cái mặt tiền đường lớn đó. Thì mình đang nói ở đây là những cái khu vực vùng ven nha. Đấy, thì mình có nhìn được là sau 5 năm hay là sau 10 năm thì cái khu vực này nó phát triển. Đấy, nó phát triển giống như là cái khu vực này không? Mình lấy ví dụ như là khu vực Hóc Môn. Đấy, khu vực Hóc Môn và khu vực quận Gò Vấp chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là 10 năm trước thì ở cái khu vực Gò Vấp là cũng là cái con đường đó, đường 30 m chẳng hạn, mà hiện tại thì ở cái khu vực Gò Vấp là dân cư đông đúc và hạ tầng nó đã hoàn chỉnh, thì họ đang bán nó rơi vào tầm khoảng 40 triệu một mét vuông. Nhưng mà khi về đến khu vực Hóc Môn cũng là những cái tuyến đường huyết mạch, những cái tuyến đường lớn như thế, nhưng mà họ bán nó rơi vào chỉ tầm khoảng 15 triệu một mét. Thì cho đến bây giờ sau 10 năm thì ở khu vực quận Gò Vấp thì ở những cái vị trí, những cái con đường đó nó rơi vào tầm khoảng là 7-80 triệu một mét vuông. thì ở cái khu vực Hóc Môn nó cũng đã lên đến là 50-60 triệu. Thậm chí là có những cái đoàn mà mình mua đúng thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là 60 đến 70. Nó gọi là không chênh lệch gì nhiều so với là ở khu vực Gò Vấp đó. Thì cái đó là mình cũng dựa đến những cái tiêu chí để mình đánh giá được là một cái vòng, một cái chu kỳ, đúng không? Thì thông thường á, ví dụ như là nhiều lúc mình sẽ nhìn nhận nó là một cái chu kỳ, mình cứ nhìn là sau 10 năm. Đấy, tức là mình cứ nghĩ là sau 10 năm thì nó sẽ là nóng sốt một lần, nó sẽ tăng được vượt bậc một lần. Nhưng mà mình cũng phải lựa chọn đúng những cái bất động sản đó. Thì mặc dù là có thể là sau 5 năm hay là 10 năm nó có những cái cú hích thì nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Đấy. Còn đối với là những cái khu vực mà những cái khu vực vùng ven gọi là đang có những cái hạ tầng ấy, nó đang tương đối thôi đó, thì cái việc mà nó tăng trưởng tự nhiên đấy, theo hàng năm là vẫn cứ đều đều đó. Ví dụ như hiện tại mà mua với một cái những cái khu vực mà nó tầm khoảng từ 5 cho đến là 10 triệu thì sau 5 năm thì nó sẽ lên đến một mức là lên đến 15 hay là thậm chí lên 20 triệu một mét. Thì cái đó nó cái chuyện nó rất bình thường, cực kỳ bình thường. Nhưng bây giờ mình mua một cái vị trí mà từ hiện tại nó đang nằm ở cái ngưỡng là 70-80 triệu một mét. Đấy, thì sau 5 năm nó có đạt lên cái ngưỡng là 100 triệu một mét hay không, khi mà cái cơ sở hạ tầng ở đó hầu như đã hoàn thiện. Đấy, con người đã tập trung về đó rất là đông đúc. Đấy. Thì cái đó thì mọi người là tùy. Đấy, tùy mọi người đánh giá những cái khu vực đó nó khác nhau. Thì có những người có thể là họ nhìn ra được những cái điều đó thì họ giữ lại cái bất động sản đó. Đấy. Còn có những người thì họ lại là nhìn ở một cái góc độ khác, là khi mà ví dụ như là cầm một cái số tiền, ví dụ như cái lô đất đó đang nằm ở một cái ngưỡng, mình lấy một cái đơn giản như này là cái lô đất hay căn nhà đó nó đang tầm khoảng là 6 tỷ để mà ví dụ như giữ cái bất động sản này sau 5 năm thì nó có lên được là 10 tỷ hay không. Còn đối với là những người thì họ lại cũng là tầm cái 6 tỷ đó thì họ cảm thấy là khu vực này hạ tầng về giao thông, hạ tầng về con người nó đã đạt đến một cái đỉnh mới rồi. Đấy, thì họ muốn là bây giờ là nói là bán cái căn nhà này đi và đi tìm những cái cơ hội ở khu vực khác, vùng ven để họ đầu tư. Thì họ nhìn được là sau 5 năm thì cái khu vực này nó cũng phát triển, nó sầm uất, nó đông đúc lên như những cái khu vực khác. Thì họ mua những cái vị trí, họ chọn những cái vị trí nằm ở những cái mặt tiền đường lớn, tức là khu vực mà nội thành á, thì mình bán cái căn nhà đó thậm chí ở trong hẻm vẫn được một cái giá như thế, được một cái lượng tiền lớn như thế. Đấy. Thì bắt đầu họ lên những cái khu vực xa hơn một chút và họ lựa chọn những cái mặt tiền. Đấy, ví dụ như cầm 6 tỷ mà đi về những cái khu vực xa xa một chút. Đấy, chọn những cái mặt tiền đường lớn, nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 8 đến 10 triệu. Đấy, thì đối với 6 tỷ đó thì có thể là mua được một cái lô đất ngang 10 và sâu thậm chí là 5-60. Đó. Thì hiện tại thì cái mức giá nó đang rơi vào tầm khoảng 10 triệu. Thì sau 5 năm đấy, cái hạ tầng nó phát triển đồng đều lên. Đấy, con người tập trung về đó đông đúc lên. Thì từ cái 10 triệu nó nhảy lên đến 15 triệu, thậm chí nhảy lên đến 20 triệu. Nó rất là đơn giản, nó nhanh. Đó. Còn đối với là cái ngưỡng là nằm ở cái ngưỡng là 4-50 triệu mà nó nhảy lên đến là 60-70 thì nó rất là khó. Rất là khó, đúng không? Nó cần phải những cái cú hích thật là mạnh thì nó mới đạt đến cái đỉnh nó được. Đó. Thì hôm nay chia sẻ cho cả nhà một chút để mọi người có thể là thấu hiểu hơn một chút về cái việc mà cái vòng đời. Đó, thì họ nhận định thì là nhận định là cái vòng đời như thế. Nhưng mình thấy được là cái vòng đời của cái bất động sản nó phát triển như thế nào để mình đưa ra những cái yếu tố, cái cốt lõi đó để mình đánh giá và mình quyết định là mua cái bất động sản đó hay không. Đó. Ai da, nắng lên rồi. Đấy. Thì mọi người còn những cái thắc mắc hay là có những cái câu hỏi nào thì có thể đặt viết ở comment ở dưới video ha. Dưới video cho Mr. Thành biết để là có những câu hỏi, thì nếu như mà khó quá thì mình sẽ đi tìm những người có thể là chia sẻ cho mọi người, giải đáp những cái thắc mắc đó. Đấy, còn những cái câu hỏi mà nó đơn giản, nó nằm ở trong cái tầm kiến thức của mình thì mình có thể là giải đáp ở trên cái kênh này để cho mọi người tìm hiểu thêm, tham khảo thêm ha. Đó. Và sau cái loạt 30 video căn bản này thì nói chung thì cũng có khá là nhiều anh chị muốn là tìm hiểu cái cách làm của bên nhóm mình. Thì những ai mà thích ở khu vực vùng ven ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại bên mình làm chủ yếu là tập trung ở khu vực Củ Chi. Đấy, Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, mình đánh một thị trường thôi nhưng mà mình chơi nhiều phân khúc. Đó. Thì mình sẽ đưa một cái đường link cho mọi người vào một cái group gọi là group thực chiến ở khu vực Củ Chi ấy. Thì anh chị nào mà muốn cũng là có thể là học thêm những cái cách làm ở bên mình. Đó, hoặc là có thể là sắp xếp những cái thời gian để mà lên tham gia thực chiến luôn. Lên đi khảo sát thực chiến luôn như thế nào. Đấy, cái cách làm cũng như là cái cách vận hành của bên mình như thế nào. Thì hôm sau thì mình sẽ đưa cho mọi người một cái link. Thì ở trong cái video nào đó mình sẽ thông báo. Thì mọi người nhớ là hãy đăng ký kênh và theo dõi. Đó, thực sự là muốn tham gia vào cái group đó thì cứ chờ đợi ha. Hôm nay cũng là video thứ hai, bài thứ 26, 27 gì đó. Thì cũng còn mấy bài ngắn ngắn nữa thôi thì sẽ kết thúc. Đó, thì ai mà muốn tham gia gọi là tìm hiểu thêm, hoàn toàn miễn phí ha, chả có lấy phí gì hết đó. Đấy, thì có thể là hôm sau mình sẽ đưa cái đường link để mọi người vào đó. Chắc là mọi người cũng sử dụng cái biết Zalo đúng không? Zalo thì thông thường thì sẽ add vào một cái group Zalo đó, hoặc là những ai mà có những cái thắc mắc nó thuộc về gọi là thẩm kín, thâm cung bí sự. Đấy, có những cái mình không thể chia sẻ public được. Đấy, thì có những cái thắc mắc có thể là nó hơi tế nhị một chút thì có thể là vào trong cái group đó hỏi thì bên mình sẽ giải đáp cho mọi người. Đấy, ở trong cái tầng kiến thức cũng như là trong cái tầng kinh nghiệm đã từng trải qua, đã từng làm qua và vấp phải những cái trường hợp đó thì sẽ chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha, bye nha.